Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết du lịch tối ngày hôm nay của kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, ở các tỉnh miền Bắc trong 24 giờ qua, thời tiết chỉ có mưa rào nhẹ vài nơi với lượng mưa dưới 3mm, ngoại trừ Kim Bôi Hòa Bình là 11,9mm và Hoài Đức Hà Nội là 21mm. Sáng sớm thì có nơi có sương mù nhẹ, ban ngày trời ít mây và nắng nhiều. Nắng nóng có xu hướng lan rộng, tuy nhiên thì nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng nhiệt 36 độ. Do sự suy yếu của giải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực miền Trung, thời tiết đã giảm mưa, chỉ còn những cơn mưa nhỏ ở vài nơi. Riêng tại Ba Tơ của Quảng Ngãi và Hòa Nhơn Bình Định đã có mưa khá với lượng mưa ghi nhận được lần lượt là 36,8 và 24,8mm. Ngày nắng và nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ trở lại nhưng mà vẫn chưa đạt nắng nóng. Trừ Tương Dương của Nghệ An và Đông Hà của Quảng Trị có mức nhiệt cao nhất là 35,2 độ. Trên vùng cao Tây Nguyên, gió Tây Nam hoạt động ổn định với cường độ trung bình nên những cơn mưa vẫn còn xảy ra nhiều vào thời điểm chiều tối, có nơi thì có mưa vừa. Ban ngày thì trời nắng với nhiệt độ cao nhất không vượt quá 32 độ. Ở các tỉnh thành phía Nam, mưa tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối, ban ngày thì nắng nhiều hơn so với những hôm trước, nên nhiệt độ cao nhất toàn khu vực tăng lên mức nhiệt 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những xu thế tổng hợp về tình hình thời tiết các khu vực trên cả nước trong 24 giờ qua. Sau đây sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, tại các điểm du lịch thuộc khu vực này, đêm nay nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Thời tiết mát mẻ với nền nhiệt thấp nhất dao động trong khoảng 23 đến 25 độ. Ngày mai thì trời nắng, riêng tại Hòa Bình sẽ có nắng nóng đạt mức nhiệt là 35 độ. Các nơi khác nhiệt độ cao nhất ở vào mức là 34 độ. Trưa chiều thì khả năng sẽ có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa và dông. Tại khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, trong 24 giờ tới, thời tiết chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Thời gian mưa chủ yếu về đêm và lúc chiều tối, ban ngày thì trời sẽ có nắng. Tại thủ đô Hà Nội và Nam Định duy trì nắng nóng với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ. Còn ở khu vực vùng núi, tại Lạng Sơn hay là Hà Giang thì nhiệt độ cao nhất không vượt quá 33 độ nên tiết trời dịu mát hơn. Xuống tới khu vực Trung Bộ phía Bắc của đèo Hải Vân, thời tiết trong 24 giờ tới duy trì trạng thái mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày thì có nắng nóng mà cường độ không quá gay gắt nên nhìn chung thì sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đông Hà của Quảng Trị, nhiệt độ thấp nhất đêm nay khoảng 25 đến 26 độ, cao nhất ngày mai tăng lên mức nhiệt 34 đến 36 độ. Khu vực Trung Bộ phía Nam đèo Hải Vân, ban ngày trời nắng nóng, chiều tối sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi ở tại thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Còn tại khu vực Tuy Hòa và Phan Rang, khả năng có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa và dông. Nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 26 đến 27 độ và cao nhất duy trì ở mức nhiệt từ 34 đến 36 độ. Dự báo trong vài ngày tới, thời tiết ở Đà Nẵng ít thay đổi, mưa rào và dông xảy ra chủ yếu về chiều tối, ban ngày thì có nắng nên sẽ khá thuận lợi cho du lịch. Ngoài Bà Nà, bãi biển Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng còn rất nhiều địa điểm du lịch khác mà cũng thú vị không kém. Nếu có thời gian, quý vị và các bạn có thể đến với Ngầm Đôi, Suối Lương hay là Bãi Rạng để trải nghiệm được hết vẻ đẹp của thành phố biển xinh đẹp này. Rời Đà Nẵng, tiếp theo chúng ta sẽ lên đến các điểm du lịch thuộc khu vực vùng cao Tây Nguyên. Thời tiết duy trì nhiều mây, ban đêm thì có mưa rào và dông vài nơi, ngày thì giảm mây và có nắng, trưa chiều sẽ có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa và dông. Tại Kon Tum và Buôn Ma Thuột, nhiệt độ thấp nhất về đêm ở vào khoảng 21 đến 22 độ và cao nhất ban ngày ở vào mức nhiệt 30 đến 32 độ. Riêng tại Đà Lạt thì nhiệt độ chỉ dao động từ 17 đến 24 độ. Lui xuống khu vực Nam Bộ, nơi đây chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trời nhiều mây. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa và mưa to và dông. Trong cơn dông thì cần đề phòng với gió giật mạnh và lốc xoáy. Ban ngày thì nắng gián đoạn nên vẫn khá thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cà Mau và Long Xuyên của An Giang, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 26 độ và cao nhất đạt mức nhiệt 32 đến 33 độ. Cuối cùng như thường lệ là những thông tin thời tiết cho các điểm du lịch biển đảo trên cả nước trong ngày và đêm mai. Ở đảo Cô Tô và đảo Cù Lao Chàm, thời tiết ổn định chỉ có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Trong khi đó thì xuống đến khu vực Côn Đảo hay là Thổ Chu, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì cần đề phòng với gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 25 đến 27 độ và cao nhất dao động từ 31 đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch tối ngày hôm nay của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.